Con nói mới nghe nè, con Thùy Anh nó mới là nhân vật chính. Nó để nó ở nhà trọ, tự nhiên má để con phụ, con đánh hụ hợ thôi mà. Mày... Rồi, rồi, rồi. Mày không hiểu gì hết trời, trời. Nó đang có bầu, nó đi đánh kéo nó theo chi. Má với con là đủ rồi, thấy không? Ui, anh coi ở đây có chợ nào ghé lại em xíu. Đi đánh gan mình đâu lâu đi chợ đi mua kiếm cái gì ăn nữa. Ăn cái gì? Con mua ớt với mua muối Tây Ninh. Để làm gì? Con đánh xong rồi con phát vô liền. Phải đánh để thẹo lại cho nó. Chiến này là con phải đánh. Con đánh năm châu bốn bể chứ đánh trận này gian dội nổi tiếng luôn chứ đừng nói. Cái gì đừng có giỡn. Nghe má dặn nè. Để má, má nói chuyện với người ta. Má nói phải nói quấy nói. Xem cái kiểu người lớn đàng hoàng mà khi nào mà má thấy đuối lý mà người ta không chịu nghe rồi mà người ta có hành động người ta muốn tấn công lại mình thì má sẽ ra lệnh cho con nè, đánh, hiểu chưa? Bà cũng dễ sợ chứ đâu thua gì tôi. Thôi tại không biết má đó chứ, bây giờ thì má hiền rồi đó, chứ hồi đó là lộn xộn là không lại má đâu, 1, 2, 3 tên về má quất. Con phải bái má là sư tổ chứ. Đúng rồi. Nét lớp nhiều chương trình hay lắm á anh. Anh vậy? Có coi không? Thiệt hả? Ừ. Em thích coi chương trình nào nhất? Em thích coi Vợ Chồng Son nè, Ghép Đôi Thần Tốc nè. Còn anh thích coi Boy Love nhất. Nè. Ôi ôi là trời. Ôi, xuống đây coi kìa. Ôi. Đây. Cái gì vậy? Ôi ôi là trời, Sài Gòn đẹp quá hồn má ơi. La to. Sao ăn to? Ăn to nói lớn quen rồi mà không cho nghe nói trời. Ôi là trời má, anh Tài làm đây thiệt hả má? Tài của má mà. Làm chỗ này đẹp thiệt con. Con nói thiệt cái má, chiếc này con bỏ quên lên Sài Gòn ở luôn. Trời, lên Sài Gòn làm gì? Cái mỏ của mày lên Sài Gòn là bìa bữa bị đánh phụ mỏ. Má sao má kỳ quá. Nó nghe ê, đứng từ xa có cái anh nào đẹp trai quá anh nhìn con kìa. Thời tới biết đâu lên Sài Gòn có chồng nha. Coi chừng nó nuôi ra nó bắt mình bây giờ. Cái mặt nó nghiêm quá, coi chừng nó ra đánh con má. Dạ con không chào cô. Chào cháu. Chào. Anh chào ạ. Nó chào anh. Biết rồi nha. Biết gì vậy? Tóc giả đâu vậy? Mua đâu vậy? Mua dưới quê. Cho con cái đầu đinh coi. Ê trời ơi, tính đâu bả đàn ông. Ai ngờ chị em. Trời ơi, tém làm tôi. Cái công ty này ai cũng biết tôi là trai thẳng hết á. Tôi gặp bà tôi biết vậy tôi mới xả chút xíu là đi vui thôi đó. Công ty bà sao dại khờ vậy má? Ê nói nghe nè, BBD cũng gió mà để râu dài hơn tóc giả con nữa má. Để tôi cho mượn cái dao cạo râu sáng tôi mới cạo nè. Đưa ta đây. Lên đây làm công chuyện chứ không phải lên đây gặp người tám la ông trùng. Chị em vui mà. Thôi 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 đi. Bây giờ hai người đi tìm đúng không? Sao nó biết gì? Ai hỏi má làm sao má biết được. Đúng rồi. Đi vô văn phòng với tôi đi. Chết. Ủa sao kêu đi theo kìa? Coi chừng đưa mình lên đồn công an. Đưa lên đồn đi. Mình rò rình mò ông trùng. Không có đâu. Đẹp như con mà nó bắt cóc được con chắc nó chỉ đưa con đi làm gái thôi chứ. Tao lại mày. Cái vụ đó mày nói nhỏ nhỏ nhưng mà chỗ nào cũng khai tương trò này sao. Thôi đi hai má con này đừng có suy diễn nữa. Công ty người ta lớn vậy làm ăn đàng hoàng không có bậy bạ đâu. Tụi tôi là đang thiếu người, đang cần tuyển người, chỉ cần phù hợp tiêu chí trên cái bảng kia kìa, nhìn đi. Thấy chưa, chứ còn thiệt thà chịu khó thôi mệt hai người quá. Lên văn phòng đi. Giờ làm sao? Không lao là phải theo lao. Đừng lao theo nó liền. Có nó kìa. Rồi, hai người uống nước đi thoải mái đi rồi nói chuyện. Nè. Nước gì ngon quá vậy? Nước suối đó. Lấy ở suối nào vậy? Chỉ chị lên chị lấy với coi. Tôi thiệt tình á, tôi hỏi đàng hoàng. Ơi thôi bây giờ hai người có coi kỹ thông tin trên tờ giấy tuyển dụng chưa? Đọc rồi con ha. Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ là công ty đang rất là thiếu người. Dạ. Yeah. Nhưng mà chắc là chỉ nhận một người thôi. Đó là cái vị trí lao công, dọn vệ sinh cho cái tòa nhà này. Lao hết cái nhà này luôn hả? Dạ đúng rồi cô. Má để con làm cho. Con leo lên lầu 18, con tuột xuống con lao sạch trơn. Không có được, nhưng mà cái tính con không cẩn thận mặt má. Dạ con nhận tôi được không? Tôi làm đó được đó. Dạ được cô. Nhưng mà rồi còn cái nhỏ cháu tôi nè.
có chị chưa mà chết rồi, xin xin nó làm cái việc gì đi mà giờ vị trí đó còn có người à? Nó coi vậy chứ nè, nó giỏi giỏi lắm nha. Trời, ở dưới quê đây mà lộn xộn, đứa nào lộn xộn là nó quất cái trần. Trời, tôi đánh tám thằng, tôi đánh như thôi giờ vậy đi. Nói chung á là cái công ty này á không có kỳ thị ai hết. Thì bây giờ có một cái vị trí chắc là sẽ phù hợp với lại bạn ở đây. Cho tôi làm với nha. Đó là vị trí bảo vệ. Bảo vệ. Nhưng mà làm ơn tém tém lại gồng gồng chút. Không, nhiều chút. Gồng, tôi gồng được. Thấy vậy trời ơi, tôi giỏ giỏ mà chuột tôi đồ lên. Tôi nhìn là tôi biết là có tiềm năng là gồng được rồi đó. Thôi bây giờ á, hai người bắt đầu làm từ hôm nay luôn, chịu không? Bà già. Bà già, để xe đó. Trời. Thấy sao? Ra dáng đàn ông ghê ta. Ờ chứ sao, giỡn hoài. Gì ra đó chứ. Diệu à? Tôi ra dáng đàn ông cái gì Diệu à? Quen miệng xin lỗi. Mình giả dạng rồi mà má. Dũng hả? Dũng. Ờ dạ, thưa anh Dũng. Mặt gà dáng lâu không dễ sợ ha. Lao động sẵn đó mơ. Rồi sao đổi số điện thoại vậy? Ê, để cái số điện thoại thằng Tài nó phát hiện sao. Trời, cái mặt có gì mà ngu, bình thường cái gì cũng lanh cả tài lẹt. Nhưng mà bây giờ má nghĩ vậy nha. Gì? Mình phải có mật khẩu nha. Mật khẩu là gì nữa? Cái mật khẩu bây giờ má nghĩ vậy nè. Mật khẩu má là đại bà. Đại bà. Con là chim xanh. Con chim... Không à. Con là chim cút đi. Chim bảy nè. Chim xanh được cút cái gì? Còn Tài là diều hâu. Diều hâu. Còn cái con nhỏ đó là quả đen. Con đó là chim cú. Bảy. Gặp là cú lên đầu nó liền. Im cái vụ đòn đánh đó. Ê, chú ý coi chừng người ta phát hiện rồi. Dễ gì? Trời ơi, con gồng mà dễ gì mà. Ê, khoan, con người lại vô công. Thôi đi làm đi, người ta phát hiện. Con người tới. Đẩy cái xe ra đằng sau giùm đi. Để trật tự của công ty người ta làm. Bỏ cái. Công bộ đi mấy em. Cái vấn đề cái hợp đồng đó là phải chuẩn bị. Trời đất ơi, thôi. Mấy người cái hợp đồng đó là phải chuẩn bị sướng chứ sao mà nó. Em có sao không? Em sao? Em có sao không? Em có sao? Xin lỗi em. Sao ra ra để lụm lại cho. Em có sao không? Đây có sao? Em sao? Dạ cái này của em. Xin lỗi là anh bữa nay ngày đi làm đầu tiên nên anh còn lụng dụng á. Bà bảo vậy mới hả? Dạ. Trời ơi, bảo vậy mới mà hừng hực vậy là ổn định đó. Dạ. Đây. Cặp bút xít. Dạ. My name Tiên. Chào Tiên. Em là trợ lý giám đốc ở đây. Trợ lý giám đốc. Dạ. Em nhìn em đẹp quá. Dạ, cảm ơn. Nhất là chân mày á. Mày nhìn. Sao? Mày nói cho anh nghe. Có mấy đứa khen em chân mày đẹp rồi đó. Qua ngày hôm sau nó qua bên bảo vệ bên công ty đối diện nó làm. Anh hiểu không? Anh xin lỗi. Nói chứ đừng có suy nghĩ gì nhiều hết trơn á. Bây giờ có số điện thoại của em rồi đó. Ai mà kiếm chuyện hoặc quấy rối với anh á, anh gọi cho em. Em quấy rối người ta lại cho. Bảo kê. Ok, bảo kê. Dạ, cảm ơn. Quên. Bây giờ phải làm rồi. Đi họp. Gặp rồi đi. Nhớ chưa? Có số điện thoại rồi. Chiều nay gọi điện thoại cho em. Dạ. Nước cà phê. Okay. Dạ, dễ thương. Dạ. Hôn mi. Okay. Dạ. Bye. Thì ghê, còn mấy con nãy giờ thì ghê thiệt á trời. Trời giả bộ rồi má. Trời ơi, gọng thôi. Bởi vì tôi thấy tôi cũng có nhan sắc lắm chứ bộ.
bộ chân mày bé ngót gì đó mà nói nó thằng trai bóng lộ, nhìn vô biết bóng lộ rồi. Tên gì? Tên Tiên Tiên má ơi, con tên Diệu Diệu nè mẹ. Ôi trời, có mọi miếng em. Cô. Dạ. Làm không lo làm, ngồi coi rồi cười cười sùm vậy trời. Cô, tôi cũng mới làm mà chứ. Mà rồi mới ngồi coi chút xíu thôi. Chút xíu thôi đó nha. Dạ. Cậu cho tôi hỏi thích thăm chút nha. Cái cậu Tài ở đây đó, cậu có bồ chưa ha? Có người yêu chưa? Trời, cái... Ông tôi vô cái tôi nghe đồn rưng lên trơn là cậu Tài đẹp trai lắm. Mà tôi thấy cũng đẹp thiệt chứ, tôi cũng muốn biết coi thử là có người yêu chưa. Cô biết mà gì không? Con thấy cô hơi nhiều chuyện rồi đó. Mới vô có mấy bữa à. Không có gì đâu. Xin lỗi nha. Anh xem giùm em cái hợp đồng này được chưa? Để anh coi. Ủa, điện thoại này của ai vậy? Của ai ta, cầm đi. Ai vậy ta? Hai anh nghe đi. Alo, alo. Chim sâu gọi đại bàng, chim sâu gọi đại bàng nghe gọi trả lời. Trời ơi, thấy Diều Hâu rồi, Diều Hâu mới đi với quả đen kìa. Anh cảm giác đây không phải là một cuộc gọi điện bình thường đâu em. Dạ, cho tôi xin cái điện thoại. Cái điện thoại của tôi, tại tôi bỏ quên đi. Đây phải không? Của cô hả? Dạ đúng rồi, cảm ơn cậu. Ủa nhưng mà này. Cảm ơn cậu, bỏ quên đó mà.